Mới đây thì Ukraine cho biết họ lại phá hủy thêm, hoặc ít nhất, nếu họ nghĩ là đợt này có thể là sẽ là phá hủy hoặc là làm hư hại rất là nặng nề một cái hệ thống phòng không đắt giá của Nga ở Crimea nữa. Thực ra thì quý vị khán giả theo dõi quân sự mở lâu ngày rồi thì quý vị biết là hệ thống nào rồi đúng không? Hoàng có để trên cái hình ảnh đại diện của video và quý vị biết đấy là hoặc để đấy là cái phiên bản cũ S500 bản cũ của Nga. Quý vị đoán ra rồi đúng không? Nó là cái loại nào? Nó là S300V. Thực ra Hoàng đã phân tích rất nhiều lần rồi đúng không? S500 chỉ là một cái phiên bản cải tiến không đáng kể. Không có cái gì quá đột phá của S300V cả. Và Nga thì hay gọi nó là cái hệ thống phòng không lục quân. Một cái cách gọi lái đi nhưng thực tế ra quý vị thì đây là một cái hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo. Đấy, phòng thủ tên lửa đạn đạo. Đấy, chứ không phải là một hệ thống phòng không đâu quý vị ạ. Đấy, chúng ta cần phải rõ ràng hai cái khái niệm này đúng không? Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo. Đấy, bao gồm các cái tên lửa đạn đạo ở trên thế giới ngày nay xuất hiện bao gồm có ATACMS mà Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine này hay là Iskander-M của Nga. Cái hệ thống Iskander nó có hai loại tên lửa. Iskander-K là tên lửa hành trình, còn Iskander-M là tên lửa đạn đạo chiến thuật. Thế nó còn có những cái loại tên lửa đạn đạo mà nó lợi hại hơn nữa đúng không? Nó là các cái ICBM, tức là những cái tên lửa đạn đạo lên lục địa, phóng từ lục địa này sang lục địa kia. Đấy, nó được phóng chủ yếu từ các giếng phóng, các silo. Đấy, còn một loại nữa cũng lợi hại không kém, đó là SLBM, những cái loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Và đây là những cái loại tên lửa chắc chắn nó chỉ được dùng để tấn công hạt nhân thôi quý vị, nó không mang đầu đạn thông thường. Trừ khi trong các cuộc tập trận mà người ta để trên đấy các đầu đạn trơ, một cái đầu đạn mà nó có khối lượng tương đương với lại và chức năng tương đương với lại cái đầu đạn thật, nhưng mà nó không có bất cứ cái thuốc nổ nào trên đấy cả. Thế còn những cái tên lửa kia là những cái tên lửa mà chắc chắn khi được phóng đi là nó mang đầu đạn hạt nhân. Trở lại ở đây thì cái vụ tấn công đó của Ukraine nó lợi hại như thế nào? Xin thưa quý vị, ở đây thì cái vụ tấn công nó được xác nhận là đã xảy ra vào hôm 21 tháng 7 quý vị nhé. Đấy. Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự của Nga gần Zhankoy. Quý vị biết là cái khu vực này rồi đúng không ạ? Nó nằm ở phía tây bắc của Crimea. Đây, Hoàng gửi tới quý vị hình ảnh trên bản đồ, quý vị sẽ rõ hơn. Zhankoy. Đây, xin kính thưa quý vị, nó nằm ở ngã ba đường. Đấy, ngã ba đường từ phía bắc, một cái cửa ngõ ra vào Crimea ở đây. Và đến Zhankoy thì nó phân làm hai đường, một đường đến Simferopol và nối thẳng ra Sevastopol, và một con đường thì nối ra Feodosia và cái eo biển Kerch này. Thì phía Ukraine đã tấn công vào đây quý vị ạ. Họ cho biết là họ đã sử dụng đấy, khoảng 4 tên lửa ATACMS quý vị nhé. Các nhà phân tích của nhóm Osin sau khi nghiên cứu hình ảnh vệ tinh đã kết luận rằng cái khu vực bị tấn công chính là nơi đặt hệ thống S-300V của Nga ở Novostepove, nó gần Zhankoy này. Nó dường như là đang ở trong trạng thái triển khai và có thể là cái hệ thống này nó đã được sửa đổi từ cái hệ thống mà trước đó cũng đã bị tấn công của Nga ở đây. Đấy. Họ phân tích ra thì có cái thông tin như thế này. Nó có một cái radar gọi là 9S19 Imbir, ba bệ phóng tự hành 9A84 và một cái bệ phóng tự hành 9A83. Vào ngày hôm sau ở cuộc tấn công thì có kênh Astra của Nga đã xác nhận là cái hệ thống này, cái căn cứ này nó đã bị tấn công vào 7 giờ sáng ngày 21 tháng 7. Đó là cái thông tin liên quan đến cái vụ tấn công của Nga vào của Ukraine vào cái khu vực Zhankoy này, và Nga lại tổn thất thêm một hệ thống phòng không nữa.
Đấy, thì lần này là 4 tên lửa ATACMS quý vị ạ. Và rõ ràng là những cái hệ thống phòng không của Nga nó không có nổi trội như là họ tuyên bố, đúng không ạ? Mặc dù là Ukraine đã sử dụng cái loại tên lửa, cái loại vũ khí mà nó thực ra nó là mục tiêu chính của những cái hệ thống S-300V hay S-500 này. Tức là như Hoàng vừa tường thuật với quý vị, đúng không ạ? Là tên lửa đạn đạo. ATACMS đó là tên lửa đạn đạo. Và rõ ràng là hệ thống phòng không của Nga ít nhất thì nó đã bó tay trước một tên lửa. Còn nếu mà không đúng không ạ, thì nó có thể bó tay trước trước tất cả những cái tên lửa này, một cái khả năng mà Hoàng nghĩ là cũng rất có thể xảy ra. Bởi vì dù sao thì S-300V nó cũng là những cái tên lửa phòng không loại cũ rồi. Quý vị có thể nói là S-300V nó cũ nhưng ATACMS nó cũng cũ, thì tại sao Hoàng lại cứ nhận xét nghiêng về phía vũ khí của Ukraine và phương Tây, đúng không ạ? Tất nhiên ở đây là vũ khí của Mỹ chứ không phải vũ khí của Ukraine, mà không nghiêng về phía Nga. Quý vị thấy chất lượng phòng không của Nga thời gian vừa qua rồi, đúng không ạ? Khi mà nó chống lại những cái tên lửa mà hay những cái đòn tấn công tập kích mà rất là đơn giản của phía Ukraine thôi. Điển hình như cái vụ mà soái hạm tuần dương hạm Moskva bị đánh chìm vào ngày 14 tháng 4 năm 2022 ấy. Thì quý vị thấy đây là cả một cái hệ thống tên lửa đồ sộ như thế, đúng không ạ? Và trên một cái chiến hạm cỡ như Moskva thì nó không chỉ có một hệ thống phòng không đâu quý vị. Đó là mấy lớp phòng không, ít nhất là có 3 lớp. Đấy, bao gồm có hệ thống phòng không tầm xa là S-300F này, hệ thống phòng không tầm trung hoặc không nhớ trên Moskva nó bố trí cái loại tên lửa gì, nhưng mà cũng khá là lợi hại. Thế còn tầm gần là các cái hệ thống pháo phòng không bắn nhanh, pháo cao tốc để nó chặn mục tiêu khi mà nó tạo ra một cái bức tường đạn để chặn mục tiêu khi mà mục tiêu cái mục tên lửa nó lao đến gần cái chiến hạm ấy. Vậy nhưng mà nó thất bại bởi một cái đòn đánh rất là đơn giản của phía Ukraine, đúng không ạ? Có thể chúng ta sẽ nói như thế này, không phải là ai ủng hộ ai nữa, đúng không ạ? Mà chúng ta nói như thế này, có thể là trong thời điểm đó người Nga cũng hơi chủ quan. Và quả thật đấy là mặc dù là họ đã lúc đó là họ đã gặp một cái con kỳ đà cản mũi, đúng không ạ, từ trên trời rơi xuống, đó chính là Ukraine. Họ không nghĩ là Ukraine lại kháng cự họ được đến thời điểm đó ở trên đất liền. Nhưng trên biển thì thực ra gần như là tất cả mọi thứ nó cũng nằm ở trong tay của hạm đội biển đen của Nga, đúng không ạ? Thì đi đến đâu là không có đối thủ và gần như không cần phải phòng bị cái gì cả. Chính vì vậy mà chúng ta có thể nói là họ chủ quan. Tuy nhiên quý vị ạ, với lại hàng loạt những cái hệ thống phòng không của Nga bị tấn công thời gian vừa qua thì rất khó để chúng ta lại sử dụng cái lý do đó, đúng không ạ, là chủ quan hết hệ thống phòng không này đến hệ thống phòng không khác. Rõ ràng S-300V này hay là đến S-500 thì nó cũng vô dụng thôi quý vị. Cho đến bây giờ quý vị, thời điểm trước, đúng không ạ, có rất nhiều đồn đoán là S-500 đã bị tấn công, cái phiên bản mới của S-300V đó nó bị tấn công, nhưng mà xin thưa quý vị là đến bây giờ Hoàng cũng chưa thể xác nhận đâu quý vị nhé, chưa có thêm bằng chứng nào để xác nhận với quý vị, nên tin thì cứ đưa như vậy với quý vị thôi. Nhưng mà để mà xác minh ra, minh định ra, có nhiều quý vị bảo là thích xem cái phần cập nhật tin tức của Hàng Lâm hơn. Ok đúng không ạ, thì điều này rất tốt thôi, quý vị ủng hộ ai cũng được, ủng hộ Hàng Lâm cũng được, ủng hộ Vũ Hoàng cũng được, ủng hộ cả hai càng tốt, đúng không ạ? Và không ủng hộ ai cũng chả sao cả, đấy là việc của quý vị thôi. Nhưng mà đấy, quý vị thấy không ạ, là những cái buổi livestream như này Hoàng mới có thể tường thuật với quý vị những cái thông tin nó rõ ràng hơn đấy, phân tích có chiều sâu hơn với quý vị để quý vị hiểu hơn, đúng không ạ? Chứ còn những cái video cập nhật thế kia thì dù sao thì thời lượng nó có hạn quý vị ạ, mà không thể nào mà phân tích với quý vị những cái điều mà Hoàng đã phân tích ở đây được đấy, nên là cũng mong quý vị lượng thứ như vậy đấy. Hoàng hay Hàng Lâm cũng thế, hay là cái tôn chỉ của quân sự mở làm việc cũng vẫn là cố gắng gửi tới quý vị những thông tin toàn cảnh nhất, bao gồm kết hợp cả phần video và livestream, đúng không ạ? Đó, chứ không phải là Hoàng rông dài một cách vô trách nhiệm. Mới đây thì có cái thông tin nữa, đó là cái sân bay Saki của Nga ở đây lại bị tấn công. Và với những quý vị mà không theo dõi sát sao tình hình của chiến sự Ukraine thì Hoàng có thể gửi tới quý vị cái hình ảnh trên bản đồ đây, quý vị thấy không ạ? Đấy, nó nằm ở cái khu vực vịnh Yevpatoria này. Đây, cái khu vực Yevpatoria này là một trong những nơi đầu tiên mà ghi nhận một cái hệ thống S-400 của Nga bị phá hủy.
và nó có cái video rất thực tế, rất thực tế. Đấy. Thế còn Saki này ấy, thì là cái nơi đầu tiên, gần như là cái căn cứ quân sự đầu tiên của Nga bị tấn công. Đấy. Hoàng nhớ không nhầm thì vào tháng 8 năm 2022, một cái vụ tấn công rất là dữ dội. Mà sau này thì người ta cho biết là hình như Ukraine tấn công bằng các tên lửa Neptune, tên lửa chống hạm cải tiến của họ, Neptune quý vị nhé, tấn công vào đây. Đấy, mà nổ rất dữ dội. Thì hôm nay Saki tiếp tục bị tấn công. Và các cái thông tin của các cái nhóm tình báo độc lập cũng như là của Oshin là chủ yếu, thì họ chỉ ra rằng là Nga chủ yếu đồn trú ở đây các cái tiêm kích Su-30SM và Su-24 để tuần thám Biển Đen, và hỗ trợ cho lực lượng Nga ở đây. Phải nói ở đây Hoàng phải phải tường thuật với quý vị đây. Thứ nhất ấy là số lượng Su-30SM và Su-34 ở đây là bao nhiêu. Cái căn cứ này nó thuộc cái quyền quản lý của Trung đoàn Không quân tấn công Hải quân độc lập số 43 của Nga quý vị nhé. Và theo như là Oshin họ cho biết thì ít nhất 16 cái tiêm kích Su-30 và cường kích Su-24 tổng số quý vị nhé, không phải là riêng loại nào, đã đồn trú ở đây vào tháng 5 vừa qua. Đấy. Hình ảnh vệ tinh từ thời điểm đó đã xác nhận sự hiện diện của 9 chiếc Su-30 và 5 chiếc Su-24. Ấy, tức là hình ảnh vệ tinh thì xác nhận 14 chiếc, thế còn Oshin ấy, thì họ nhận định là có 16 chiếc, tức là cái con số nó tương đồng. Cái về cái tổn thất, vâng, xin cảm ơn quý vị Chiến Lương rất nhiều. Về cái tổn thất của phía Nga sau cái vụ tấn công Saki vừa qua, và Hoàng đoán thì có thể nó lại là ATACMS thôi, thì chưa rõ ràng, chưa có thông tin cụ thể nào để Hoàng gửi tới quý vị cả. Ấy. Tuy nhiên, rất có thể quý vị, nó lại là một cái tổn thất đáng kể nữa của Nga. Mà cần phải nói quý vị là Nga đã rất là liều lĩnh khi mà tiếp tục đồn trú đến hơn một chục chiếc tiêm kích và cường kích ở đây quý vị ạ. Rất là liều lĩnh đúng không ạ? Bởi vì là tên lửa của Ukraine thời gian vừa qua liên tục hỏi thăm cái khu vực này. Và lẽ ra thì Nga, xin thưa quý vị là Nga nên đồn trú chuyển tất cả các cái tiêm kích và cường kích này sang bên phía Krasnodar đây. Để tuần thám Biển Đen thì thôi chấp nhận đúng không ạ? Đằng nào thì Nga bây giờ cũng không thể nào mà bao quát được khu vực phía Tây Biển Đen này nữa. Đấy, thì chẳng thà là đồn trú ở một cái sân bay nào đó quanh quanh đây, hoặc ít nhất thì ở Feodosia này đúng không ạ? Ở xa hơn, nhưng mà khu vực này thì vẫn là nằm trong tầm bắn của ATACMS hoặc Storm Shadow. Thôi chứ cũng không phải là nó vượt xa họ hẳn. Phải nói là Nga rất là liều lĩnh. Và nó tương đồng với một cái nhận định mới đây của tình báo Bộ Quốc phòng Anh. À không, của ISW, cái Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ. Họ nhận định điều gì quý vị biết không? Nga gần như, cái bộ tổng tham mưu của Nga, họ gần như không có thay đổi cái chiến thuật trong suốt từ đầu cuộc chiến đến bây giờ. Và quý vị nhìn thấy là nó cũng đúng đúng ạ. Qua những cái gì Hoàng tường thuật với quý vị thì cái nhận xét này nó không sai một chút nào cả. Chẳng qua bình thường đúng không ạ? Có khi là cái ý tưởng của chúng ta thôi. Thông tin thì nó vẫn như vậy, nhưng cái ý tưởng của chúng ta nó có thể tóm được thông tin lại như họ hay không đấy, thì nó làm chuyện khác luôn. Nhưng có cái thông tin đấy thì Hoàng vẫn gửi tới quý vị, và gần như nó không không có gì khác với những cái điều này. Nga không có chiến thuật gì đáng kể, ngoại trừ cái thời gian qua là có xuất hiện của bom lượn dẫn đường luôn. Đấy. Một vài cái chiến thuật cải tiến chiến thuật, còn tự chung lại thì họ vẫn tấn công như những con thiêu thân, dồn lính lên tấn công các cái căn cứ của Ukraine như những con thiêu thân. Và những cái vùng đất nhỏ 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 mà họ chiếm được ấy thì phải trả những cái giá rất đắt, rất đắt. Điển hình như Avdiivka, quý vị để ý thấy thời gian vừa cái khởi đầu cái chiến dịch tấn công Avdiivka đúng không ạ? Hình như là vào ngày 9 tháng 10 năm 2023 ấy, sau khi mà Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10, hình như vào sau có 2 ngày thôi thì Nga bắt đầu tấn công Avdiivka. Và trong suốt cái khoảng thời gian đó vào cuối năm ngoái thì Hoàng liên tục chuyển tới quý vị những cái video mà thực tế quân Nga tấn công trùng trùng điệp điệp, đoàn xe cứ xếp hàng dọc đi vào cái trận địa của Ukraine. Và đương nhiên một cái thành trì thép như Avdiivka thì nó sẽ tổn thất cực kỳ thảm trọng nếu như không có chiến thuật rõ ràng. Điều này cũng phải thôi quý vị, khi mà giới lãnh đạo Nga họ họ
giao nhiệm vụ cho quân đội, đúng không? Ra lệnh cho binh sĩ là hay là sĩ quan cấp dưới là phải chiếm được cái khu vực đấy. Nhưng bản thân họ không có một cái lực lượng pháo binh áp đảo và không quân áp đảo Ukraine để mà san phẳng cái thành trì đó, đúng không? Hay tấn công các cái địa điểm của Ukraine bằng bom đạn hàng không và pháo binh, thì hiển nhiên là các quân đoàn của họ tiến lên sẽ phải đối mặt với lại một cái sức mạnh gần như chưa suy chuyển của quân đội Ukraine ở đây. Đấy. Gần như chưa suy chuyển thì hơi quá quý vị, bởi vì là dù sao thì Nga vẫn có pháo binh và bom đạn hàng không của họ thì vẫn nã xuống đây được, nhưng mà họ cũng rất dè chừng khi mà bất cứ lúc nào nó cũng đối mặt với nguy cơ bị bắn hạ, không bằng các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa, đúng không ạ, và to lớn, thì bằng những cái tên lửa phòng không các vai. Máy bay của Nga, một cái điểm đặc biệt trong cái cuộc chiến này, máy bay của Nga rất dễ bị các cái tên lửa phòng không các vai bắn hạ, quý vị nhé. Đấy, đó là một cái đặc điểm, nó cho thấy là cái khả năng phòng thủ trước những cái tên lửa này, giả sử như né tránh, đúng không ạ, ngụy trang mồi bẫy hay như thế nào đấy, hay là trinh sát để phát hiện ra những cái khu vực có binh sĩ Ukraine đồn trú với lại những cái vũ khí như vậy, là gần như là Nga rất là kém. Đấy, đó là lý do tại sao. Đấy, và quý vị thấy ngay là cái chiến thuật mà tấn công biển người thì quân chịu đạn như thế này, đúng không ạ, từ thời Liên Xô rồi, không phải đến sau này. Nhiều người cứ đổ lỗi cho chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc biết cái chiến thuật đấy thôi, nhưng từ thời Liên Xô rồi, quý vị ạ, tức là xương máu binh lính thì không tiếc, đúng không ạ, không tiếc và cứ dồn lên tấn công đi, miễn là đạt được mục tiêu, lấy được cái lãnh thổ của đối phương, lấy được cứ điểm của đối phương thì còn bằng cách nào cũng được. Một là bằng cách là dùng quân lực, đúng không ạ, dùng chiến thuật là đè bẹp đối phương. Hai là thí quân chịu đạn, đúng không ạ, để cho đối phương bắn hết đạn thì cũng được, đều được cả thôi, không vấn đề gì cả, không ảnh hưởng gì đến quyền lực của lãnh đạo tối cao là được. Cái này nó, sinh mạng của binh sĩ thì nó là cỏ rác thôi, không đáng, không đáng. Rất thú vị. Thế điều này nó đưa đến cái gì trong thời gian tới? Điều này Hoàng nhắc đi nhắc lại rồi, đúng không? Nga đang tiêu hao nguồn lực của mình quá nhanh, quá nhanh. Và phải nói quý vị ạ, phương Tây đã bỏ lỡ thời cơ giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này một cách nhanh chóng. Và phải nói là các chính trị gia phương Tây là những chính trị gia thượng thừa, nhưng mà là những nhà quân sự tồi tệ, phải nói như thế. Nhưng Nga thậm chí còn tồi tệ hơn. Cái cách dùng binh của chính quyền Putin trong cái cuộc chiến này Hoàng thấy thậm chí còn tồi tệ hơn. Khi mà quý vị thấy đấy, phương Tây, đúng không ạ, nó không phải là một tập thể đoàn kết đâu quý vị ạ. Họ có chí hướng ấy, họ có cái lý niệm chung về tự do, nhưng mà mỗi nước diễn giải nó theo cách khác nhau, và nói chung là cái nghĩa khí của họ là đối với Ukraine là khác nhau. Phương Tây bản thân nó là một khối khá chia rẽ đấy, nếu như biết khai thác. Nga cố gắng khai thác rồi quý vị ạ. Nhưng kỳ lạ quý vị ạ, là những cái hoạt động của đặc vụ Nga đằng sau, phía sau chiến tuyến, nó lũng đoạn cái chính trường châu Âu, rồi là làm nhiều những cái thủ thuật đằng sau đó, bao gồm cả những cái luận điệu tuyên truyền là Ukraine thua đến nơi rồi, hay là chính quyền Zelensky có vấn đề thế này thế khác. Thì những cái này thì nó không mang lại tác dụng nhiều, nhưng nó không phối hợp gì với lại quân đội trên tiền tuyến cả. Và đáng buồn quý vị, thực ra nếu như mà cho một người khác, chẳng hạn đúng không ạ, cầm quân đội Nga thời gian vừa rồi, một cái người mà biết đánh trận một chút thôi, ở đây Hoàng không nói Hoàng quý vị nhé, nhiều khi Hoàng ví von nói vui là Hoàng ra trận thế này hay khác, nhiều người họ công kích ngay. Ê, xin thưa quý vị là Hoàng không chuyên môn về cầm quân đánh trận. Ê, và có lẽ là ra trận người ta chỉ cho làm tiểu binh tiểu tốt thôi, chứ cũng không làm được cái gì cả. Nhưng xin thưa quý vị, người biết đánh trận một chút, người ta sẽ, mặc dù quân đội Nga là đào tạo rất kém, đúng không ạ, vũ khí Nga là tồi tệ, nhưng họ bởi vì có một cái lượng vũ khí khổng lồ như vậy quý vị ạ, và lượng dự trữ khổng lồ như vậy, binh lính sẵn sàng hy sinh, đúng không, với tư tưởng là Putin bất khả chiến bại và hy sinh vì nước Nga, vì Putin ấy, thì có nguồn lực quá là thoải mái để đánh trận, khác hẳn với những cái áp lực mà Ukraine đang phải đối mặt, đúng không ạ? Dân có thể biểu tình bất cứ lúc nào, hay là
phương Tây thì cũng bị biểu tình bất cứ lúc nào, bởi vì hỗ trợ cho Ukraine, hỗ trợ rất là hào phóng. Thì một người mà biết đánh trận trong thời gian vừa rồi chắc chắn là sẽ biết giữ nguồn lực ở bên phía Nga, họ sẽ biết giữ nguồn lực để một lúc nào đó quý vị ạ, có thời cơ là họ sẽ đè bẹp quân đội Ukraine được. Và quý vị biết đấy, là trong một cái khoảng thời gian dài như vừa rồi đúng không ạ, nếu như ông Putin mà ông ta không muốn rút quân, giả sử ông ta không muốn rút quân và bảo toàn được nguồn lực, quý vị tưởng tượng điều gì xảy ra không? Chắc chắn một lúc nào đó Ukraine sẽ kém lực hơn Nga, bởi vì là cái sự lường khừng của phương Tây. Nhưng mà cứ khi mà phương Tây họ chuẩn bị dừng viện trợ hay là có những cái vấn đề liên quan viện trợ cho Ukraine đúng không? Thì Nga lại dồn dập tấn công một cách rất vội vã, không có sự kiên nhẫn, không có đủ kiên nhẫn để mà chờ đợi thêm một chút nữa. Nếu như Nga biết kiên nhẫn trong 2.5 năm vừa qua, thực ra Hoàng nghĩ là cái cuộc chiến này có khi là nó lại là Nga thắng thế rồi. Với những quý vị mà nghĩ là Hoàng quay xe như thế này như khác quý vị nha, thì quý vị cũng xin thứ lỗi vì Hoàng không bình luận để vừa tay ai cả. Hoàng thấy sự thật thực tế ra sao thì Hoàng bình luận như thế, đúng không? Đấy, rõ ràng quân Nga mạnh hơn mà, quân Nga có nguồn lực lớn hơn mà, quân Nga mà biết điều phối, đúng không ạ, biết xử lý các cái vấn đề cân bằng nguồn lực của mình, thì Ukraine là thua quá anh chứ. Mà đến bây giờ họ không thể làm cho Ukraine thua được, đặc biệt là trong cái giai đoạn vừa rồi, đúng không ạ, Ukraine bị gián đoạn cái nguồn viện trợ vũ khí như vậy, đúng không ạ, trong suốt gần nửa năm, thì có phải là Nga kém quá không ạ? Đấy, thế ở đây không phải là Hoàng cổ vũ cho Nga thắng Ukraine hay thế nào thế khác quý vị nhé. Sự thật nó ra sao thì Hoàng phải bàn luận với quý vị như thế. Hoàng đã nói rất nhiều lần rồi, đúng không? Bình luận của Hoàng không ảnh hưởng gì đến chiến trường đâu. Quý vị không cần phải cuống lên như vậy, đúng không? Với kể cả những người ủng hộ Nga hay là người ủng hộ Ukraine cũng thế thôi. Hoàng chỉ đang truyền tải tới quý vị sự thật thôi quý vị. Và có lẽ nếu như mà đúng không, chúng ta có thể cởi mở tấm lòng ra và rộng rãi trong việc đón nhận thông tin và các bình luận khách quan hoặc là trái chiều một chút, đúng không ạ? Có thể không khách quan lắm đâu, đúng không? Thì có lẽ là nó lại là tốt cho chính chúng ta thôi. Hoàng xem có thông tin gì đáng chú ý nữa Hoàng gửi tới quý vị. À, có một cái thông tin cực kỳ đáng chú ý nữa quý vị ạ. Trước khi mà vào cái thông tin này thì Hoàng sẽ truyền tải tới quý vị một cái thông tin nữa liên quan lực lượng của Nga ở Crimea quý vị nhé. Nga đang lâm nguy ở Crimea, khá là nguy rồi đấy. Bây giờ thì các cái thông tin từ cái phong trào du kích Ates, những người mà tác ta ở Crimea này và người Ukraine còn lại ở Crimea sau khi Nga chiếm đóng ấy, họ cho biết là quân Nga đã dồn hết, gần hết tất cả các hệ thống phòng không ở Crimea này về khu vực cầu kích rồi quý vị nhé, về khu vực cầu kích rồi. Đấy. Và ở Crimea này Nga không còn đủ hệ thống phòng không để bảo vệ cho toàn bộ bán đảo, chính vì vậy mà họ dồn về khu vực này. Đấy. Với một cái lý do cực kỳ quan trọng quý vị ạ. Lý do gì thế thì bây giờ là ở Crimea ấy, theo nhiều thông tin, vâng xin cảm ơn quý vị Hồng Thái Cao rất nhiều, theo nhiều thông tin ấy, là người dân ở đây đang hết nhiên liệu quý vị, và họ không được tiếp cận với nguồn nhiên liệu. Chính vì vậy mà những cái đòn đánh vào cái tuyến phà qua eo biển Kích vừa qua của Ukraine nó mang cái tính sát thương rất lớn với lực lượng Nga ở đây. Nga đúng không ạ, lúc trước là sử dụng cầu Kích, nhưng sau 2 lần cầu Kích bị tấn công, với quý vị nào mà nói là đâu F-16 đâu, F-16 thì chưa tới, nhưng cầu Kích như thế nào đúng không ạ, nó 2 lần bị tấn công rồi, quý vị đừng cố gắng mà cự cãi nhau làm gì đúng không ạ. Một lần, Hoàng có thể chỉ ra với quý vị, một lần vào đầu tháng 10 năm 2022, dịp sinh nhật ông Putin đúng không ạ? Và một lần nữa vào ngày 17 tháng 7 năm 2023. Quý vị có thể tra lại. Đấy. Không cần chúng ta phải tranh cãi với nhau đúng không ạ? Cầu Kích đã 2 lần bị tấn công, có năm 2024 này thì chưa bị tấn công thôi đúng không ạ? Đấy. Thì sau khi mà Cầu Kích đã bị tấn công 2 lần như vậy thì Nga không dám vận chuyển quân nhu yếu phẩm qua đây nữa, và họ chủ yếu vận chuyển qua phà Kích. Nhưng phà Kích bây giờ với lại cái vụ tấn công vừa rồi của Ukraine vào cái con phà mà ở cái cảng Kapkaz thì nó đang làm cái tuyến phà này tê liệt, và Nga thời gian sắp tới có lẽ sẽ phải tiếp tục vận chuyển nhu yếu phẩm, nhiên liệu qua cầu Crimea.
Và điều này có thể sẽ dẫn đến những cái vụ tấn công rất là nghiêm trọng của Ukraine vào cây cầu này thời gian tới. Và còn nó có thể là những cái đòn đánh kết liễu quân Nga ở đây. Bởi vì quân Nga ở đây, Hoàng nhấn mạnh là quân Nga ở Crimea chứ không phải trên tiền tuyến, trên toàn chiến tuyến, đang lâm vào cái tình trạng thiếu thốn nhiên liệu quá nghiêm trọng, và cả quân nhu yếu phẩm nữa. Có thể là nó họ thời gian tới họ sẽ rất là khó khăn ở khu vực này đấy quý vị. Đây là một cái thông tin mà đáng chú ý Hoàng gửi tới quý vị về tổng quan, đúng không ạ? Một thông tin nữa, cựu ngoại trưởng của Hoa Kỳ ông Mike Pompeo, quý vị còn hẳn còn nhớ ông này. Ông này bây giờ hiện tại ông ta gầy hơn thời gian trước khá nhiều. Lúc trước ông Pompeo rất là nhìn rất là đô con, đúng không ạ? Đấy. Ông này cho biết rằng là ông Trump có thể sẽ kết thúc cái cuộc chiến này rất sớm, nhưng mà theo hướng nào? Đó mới là điều quan trọng. Đó mới là điều quan trọng. Quý vị đều thắc mắc, đúng không ạ? Ông này trả lời phỏng vấn trên The Wall Street Journal rằng không có bằng chứng nào cho thấy nếu như Đảng Cộng Hòa dưới thời ông Trump, nếu như ông Trump tái đắc cử sẽ thúc ép Ukraine đầu hàng. Đó, quý vị nghe rõ nhé. Thay vào đó, do sự yếu kém của chính quyền Biden, Ukraine đã kết thúc với các thành phố bị phá hủy, hàng trăm nghìn người chết, hàng triệu người tị nạn và không có cách nào để giành chiến thắng. Ngoại trừ cái thông tin là hàng trăm nghìn người chết thì chưa đến, quý vị ạ, chưa đến đâu quý vị nhá. Thì những cái thông tin kia mà ông ta nói bao gồm cả các thành phố bị phá hủy này, quý vị có thể nhìn Mariupol, có thể nhìn Seversky Donetsk, Lysychansk hay là Avdiivka, thành phố mới nhất, và hàng triệu người tị nạn. Đấy, là không sai, đúng không ạ? Và không có cách nào để giành chiến thắng. Ồ, điều này thì có phải không ạ? Hoặc không biết. Có lẽ có hy vọng chiến thắng đấy, bảo không có cách nào thì không hẳn. Nhưng mà nó đúng là khó khăn, đặc biệt là với cái cách mà hành xử của phương Tây, dẫn đầu là Mỹ dưới chính quyền Biden thời gian vừa qua. Ông Pompeo tin rằng kế hoạch thành công cho Ukraine của chính quyền trong tương lai có thể bao gồm những điểm sau: khai thác tiềm năng năng lượng của Mỹ, khôi phục quan hệ với Ả Rập Saudi và Israel, đồng thời hợp tác chống lại Iran, đưa ra các biện pháp trừng phạt thực sự đối với Nga, bao gồm cả việc hủy bỏ quyền miễn trừ đối với các ngân hàng Nga nếu hoạt động của họ liên quan đến việc khai thác các tàu, tức là các cái tàu chở năng lượng, tàu nó giống như này, tàu không số hay tàu gì nhỉ, nói chung là họ di chuyển âm thầm trên biển, tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ và buộc các đồng minh NATO phải chi ít nhất 3% GDP quốc phòng, tạo ra một chương trình cho vay cho Ukraine trị giá 500 tỷ đô, bao gồm việc vay viện trợ quân sự chứ không phải miễn phí, xóa bỏ, đây quý vị này, xóa bỏ mọi hạn chế về các loại vũ khí mà Ukraine có thể được phép sử dụng. Quý vị thấy điều khoản này nó quá mạnh rồi, hơn nhiều so với việc cứ phải van nài Putin đàm phán này đàm phán cái kia. Hoàng thấy nếu như mà ông Trump không làm được điều này, đúng không? Tất nhiên Mike Pompeo không biết, vâng xin cảm ơn quý vị, Mike Pompeo không biết là sẽ có thể được trọng dụng tiếp ở dưới thời chính quyền Trump hay không. Nhưng dù sao, đúng không ạ? Quý vị biết đây là ông ấy ở dưới thời chính quyền ông Trump thì không phải là ngay đầu tiên là được lựa chọn lên làm ngoại trưởng. Đấy, trước đó hình như là ông ta làm giám đốc CIA này hả? Nhưng mà ông Pompeo này đúng là một người mà trong suốt nhiệm kỳ của ông Trump thì ông Trump khá tin tưởng cho đến lúc cuối cùng. Và điều này mới quan trọng, tức là ông ta nắm rất sâu và hiểu rất rõ ông Trump thì ông ta mới nói được. Đấy là một cái căn cứ, một cái cơ sở. Nó không giống như cựu phó tổng thống Mike Pence, đúng không ạ? Hay là những cái nhân vật khác mà đến lúc thì họ quay xe, họ đã xéo ông Trump ngay, đúng không ạ? Một người trung thành với người kia, đúng không ạ? Là phải hiểu, và không phải là vì áp lực chính trị nào đó mà quên mất việc là bênh vực đồng minh của mình. Đấy, ở đây Hoàng không nói là nếu như ông Trump sai thì không thể nào mà chỉ trích. Mà cái vấn đề ở đây, quý vị, có những cái sai lầm nó chưa rõ ràng đâu. Và với nhiều quý vị nghĩ là Hoàng không hiểu gì tình hình ở Mỹ. Rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, xem là Mike Pompeo nói có đúng hay không. Tuy nhiên nếu như chuyện này xảy ra, quý vị, Hoàng thấy kịch chuẩn bị hay rồi đấy. Nhưng mà khổ nỗi quý vị, liệu rằng ông Trump có thắng cử vào tháng 11 năm 2024 này để mà
Hoàng được một lần nữa ngồi đúng không ạ, chém gió chứ quý vị, là Hoàng đã có thể là đưa ra nhận định đúng ở một điểm nào đó với quý vị nữa đúng không ạ, giống như là một vài những cái sự việc nhỏ nhỏ trước đây, chưa chắc quý vị, chưa chắc. Chính trị Mỹ đúng không ạ, như Hoàng nói với quý vị, từ khi mà ông Trump bước vào chính trường, nó đã luôn luôn chứa đựng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kamala Harris, một ứng cử viên bất đắc dĩ đúng không ạ, một ứng viên tổng thống bất đắc dĩ, và chúng ta nhìn qua có thể thấy, ồ, bà ta rõ ràng là thua kém ông Trump về rất nhiều điểm, đúng không? Giống như là trước đây chúng ta nhìn nhận là ông Trump thua kém Hillary Clinton vào năm 2016 rất nhiều. Tuy nhiên quý vị, khó nhất trên thế giới này là dự đoán bầu cử Mỹ. Và bởi vì là vấn đề này quá khó nên là hoặc chưa đưa ra dự đoán ở thời điểm này với quý vị được. Chính vì vậy quý vị, bây giờ những cái bàn luận của Hoàng với quý vị có lẽ là bàn luận suông. Nhưng quý vị ơi, nếu mà 500 tỷ đến với Ukraine thì sao ạ? Và được mở cửa hoàn toàn vũ khí để mà tấn công Nga. Đấy, cho đến khi mà Putin chấp nhận hoặc là rút lui đúng không ạ? Rút lui và trả lại lãnh thổ cho Ukraine hoặc là tiếp tục thất bại trên chiến trường. Hoàng đã từng nhận xét với quý vị điều gì đúng không ạ? 200-300 tỷ đô với Ukraine là để ủng hộ Ukraine chiến thắng đấy. Nhưng mà nó phải đến nhanh, đến ngay. Đến cấp tập, quý vị có để ý đây không ạ? Trump sẽ có thể, đúng không ạ? Theo như lời của Mike Pompeo, có thể ép các nước thành viên NATO phải chi ít nhất 3% GDP cho quốc phòng, không được dựa vào Mỹ mãi như thế, đúng không ạ? Tiền của Mỹ không phải là biển. Thứ nữa, một điều rất quan trọng, quý vị, tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ và buộc các tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ, quý vị nhá. Tức là viện trợ cho Ukraine, ngân sách đúng không ạ? À không phải viện trợ nữa, cho vay. Ngân sách thì lớn đấy. Nhưng mà nếu như mà cái ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ không đáp ứng được, thì cái nói đấy chỉ là nói suông thôi quý vị. Nhưng mà tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ, quý vị để ý. Tức là những cái điều của Mike Pompeo cũng nhận định đúng không ạ? Có phải là ông ta ngồi một chỗ, ông ta nói liên thiên không ạ? Khó đấy quý vị ạ. Với một người mà đưa ra những chiến thuật như này, mà nó rất trúng quý vị nhá, nói những cái điểm rất trúng về cái tình hình mà cái cách giải quyết cái cuộc chiến ở Ukraine này, cái cách mà ông Trump ông phản ứng với lại cuộc chiến ở Ukraine này đúng không ạ? Khi mà Putin mân mê cái nút bấm hạt nhân vào cuối tháng 2 năm 2022 và nói tôi có vũ khí hạt nhân đấy, Trump nói luôn đúng không ạ? Nếu mà là tôi ở vị trí tổng thống thì tôi sẽ cho tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đi lên đi xuống, đi ra đi vào bờ biển của Nga. Putin tự hào là nước Nga là một cường quốc hạt nhân, nhưng ta quên mất rằng Hoa Kỳ còn là một cường quốc hạt nhân, thậm chí còn mạnh hơn, đúng không ạ? Hành động với Putin phải như thế, quý vị ạ. Tất nhiên Hoàng thì hy vọng là cuộc chiến này không xảy ra. Hoàng hy vọng như thế. Quý vị học làm review, bình luận quá hợp lý, quá tuyệt vời. Khó hơn bầu cử Mỹ là lòng người, đúng không? Vâng, xin cảm ơn quý vị. Chúc quý vị nhiều sức khỏe. Còn một điều nữa rất quan trọng, rất quan trọng, rất quan trọng. Thường thì quý vị thấy Hoàng hay bình luận về góc độ rộng mở, đúng không? Về chiến lược nhiều hơn là chỉ nói những cái, trích dẫn những cái thông tin. Vậy thì cái điều quan trọng ở đây là gì? Hoàng để ngay trên tít, đúng không? Ukraine liệu có tin được Trung Quốc khi đàm phán với Nga hay không? Gần đây quý vị thấy là chính quyền Zelensky, đúng không? Nói những lời, dành những lời có cánh với lại chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi mà ông Kuleba thăm viếng Hàng Châu của nước này, đúng không ạ, và hội đàm với ông Vương Nghị, ngoại trưởng của Trung Quốc, thì ông Kuleba có tường thuật lại, nhưng Trung Quốc dường như chưa xác nhận rằng Trung Quốc nhất quán trong việc ủng hộ Ukraine toàn vẹn lãnh thổ. Toàn vẹn lãnh thổ ở đây chắc chắn là bao gồm cả Crimea rồi, đúng không ạ, và hướng tới một cái nền hòa bình lâu dài. Quý vị nghĩ liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở nên tốt đẹp như thế từ bao giờ? Khó nói lắm quý vị. Ở đây có thể nó sẽ là một cái bước ngoặt của cuộc chiến này. Đi thẳng đúng không? Hay đi cong? Đi đến chiến thắng với lại cái chiến thuật nhất quán từ ban đầu, hay là
một phút nào đó chính quyền Zelensky yếu mềm hay là nghe bùi tai trước những cái lời ngon ngọt của Đảng Cộng sản Trung Quốc và